Thì ông là ai? Tôi là một kẻ từ miền xa xôi lắm. Đạp Sương Hà đổi gió tuyết trở về đấy. Đạp Sương Hà đổi gió tuyết trở về đấy. Phải. Nhưng để làm gì? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người. Một kẻ đang ăn kình. Đêm qua tôi có về ngắm nơi hò hẹn cũ, thì mới hay người con gái ấy đã sang sông. Thôi ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn. Rồi có chiều nào bà dần dần nơi quán là xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm kẻ đăng trần. Lòng dương khô sâu.